báo cáo kết quả kinh doanh của Apple xác nhận những lo lắng. Cổ phiếu của Apple đã giảm mạnh sau khi công ty có báo cáo kết quả kinh doanh của quý vừa qua vào chiều thứ Tư. Phần lớn là bởi vì doanh thu trong quý đã thấp hơn dự đoán trong quý thứ ba liên tiếp. Doanh số bán iPhone đã thiết lập một kỷ lục mới với 47.8 triệu iPhone đã bán được, cao hơn đáng kể so với gần 37 triệu trong cùng thời kỳ năm ngoái, tuy nhiên vẫn còn thấp hơn ước tính. Doanh số bán iPad đạt được 22.9 triệu so với 15.4 triệu trong năm trước. Kết quả kinh doanh của Apple cho thấy công ty Hoa Kỳ không còn có thể quá thảnh thơi, quá chủ quan. Apple đã được xem là công ty dẫn đầu trong sáng chế máy tính bảng và điện thoại thông minh. Tuy nhiên, thực tế là Apple không còn là công ty dẫn đầu nữa, không còn là người thiết lập các tiêu chuẩn trên thị trường nữa. Các sản phẩm của Apple thật sự là những sản phẩm tốt, nhưng Samsung cũng đã có một số các sản phẩm tốt. Này, tất cả mọi người đang chờ đợi Apple đưa ra một sản phẩm mới trong năm 2013. Chi phí để làm ra sản phẩm mới cũng đã cắt xén một phần lợi nhuận của Apple. Apple đã giới thiệu rất nhiều sản phẩm mới trong năm qua. Vấn đề là sản phẩm mới không đem lại nhiều lợi nhuận bằng các sản phẩm cũ. Tuy nhiên, Apple vẫn làm khá tốt trong một lĩnh vực, đó là một khoản tiền cash rất mạnh mẽ. Khoản tiền cash này lên đến 30% giá trị thị trường của Apple. Có lúc, số tiền này có thể được dùng để hỗ trợ cho cổ phiếu. Giá cổ phiếu của Apple đã giảm gần 30% từ mức đỉnh 705 Mỹ Kim ngay sau khi iPhone 5 được phát hành trong tháng 9. Các phân tích gia cho rằng, điều đáng chú ý là các sản phẩm mới bởi vì Apple đã có một lịch sử quay trở lại từ đống tro tàn trong cuối thập niên 90. Công ty hiện đang có rất nhiều tiền mặt, có thể được đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Và khi công ty đưa ra một sản phẩm nào đó hoàn toàn mới thì sẽ là một điều rất tốt. Nhưng với tất cả các rắc rối hiện nay, Apple vẫn là công ty có giá trị nhất trên thế giới.